Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mà thủ tục hồ sơ để làm bảo hiểm thất nghiệp, các cái quy trình để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ra làm sao, giấy tờ gồm có những gì, đến đâu để các bạn có thể giải quyết được bảo hiểm thất nghiệp và cái số tiền các bạn sẽ nhận được bao nhiêu, điều kiện là như thế nào, tính tiền ra làm sao. Thì hôm trước mình cũng có đi làm cái bảo hiểm thất nghiệp ấy, cho nên là mình có biết được một số cái thủ tục và cái quy trình cụ thể nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại với các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông nhé. Đây sẽ là kênh chia sẻ rất nhiều thủ thuật hay về các cái phần mềm trên điện thoại di động cũng như là các cái kiến thức công nghệ mà mình biết, thì hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ở đây thì mình mời các bạn vào phần chia sẻ của mình nhé. Rồi, cái đầu tiên là cái mình muốn chia sẻ đến các bạn là nhiều các bạn không biết là cái điều kiện để các bạn để hưởng được hưởng trợ cấp thất nghiệp là như thế nào. Thì để hưởng được trợ cấp thất nghiệp thì các bạn bắt buộc phải có những cái điều kiện sau đây nhé. Là các bạn phải đóng được bảo hiểm trong vòng 12 tháng gần trước khi nghỉ việc nhé. Có nghĩa là gì? Nếu như các bạn mà đi làm được có khoảng 9 tháng thôi hoặc 10 tháng, 11 tháng thôi, tức là đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi mà nghỉ việc ấy, chưa đủ 12 tháng thì các bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhé. Điều kiện đầu tiên là các bạn phải đóng được bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ việc. Đó. Thứ hai là điều kiện thứ hai là các bạn phải đi làm bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 90 ngày từ khi mà các bạn nghỉ việc. Khi mà các bạn nghỉ việc có một cái quyết định thôi việc ấy, thì cái ngày trên quyết định thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động ấy, đến cái ngày các bạn đi làm bảo hiểm thất nghiệp là không được quá 90 ngày nhé. Các bạn lưu ý, các bạn cứ đừng có để quá 90 ngày. Nếu để quá 90 ngày là các bạn khi mà đi làm thủ tục ấy sẽ bị người ta trả hồ sơ và các bạn không thể làm được nhé. Và cái điều kiện tiếp theo ấy là cái sổ bảo hiểm của các bạn đã được chốt đầy đủ ở cái công ty các bạn đang nghỉ, và cái sổ bảo hiểm đó cũng phải chốt đầy đủ ở các công ty khác. Nếu như không chốt đầy đủ thì các bạn cũng sẽ không thể làm bảo hiểm thất nghiệp được. Như vậy là có ba cái điều kiện các bạn cần nhớ nhé. Trước khi nghỉ việc là các bạn phải đóng được 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp này, sổ bảo hiểm đã chốt đầy đủ này, và đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp không được quá 90 ngày nhé. Giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái hồ sơ thì các bạn sẽ gồm có những cái gì nhé. Khi mà các bạn đi làm bảo hiểm thất nghiệp ấy thì có ba cái giấy tờ bắt buộc các bạn sẽ phải mang theo nhé. Cái đầu tiên sẽ là cái chứng minh thư của các bạn này. Cái chứng minh thư này là cái bắt buộc phải mang theo này. Cái thứ hai là cái sổ bảo hiểm nhé, chứng minh thư hoặc căn cước cũng được nhé các bạn nhé, chứng minh thư hoặc căn cước. Thứ hai là cái quyển sổ bảo hiểm xã hội của các bạn đã chốt đầy đủ những tháng đóng bảo hiểm nhé, đầy đủ, chốt đầy đủ rồi nhé. Thứ ba là cái tờ quyết định thôi việc này. Cái tờ quyết định thôi việc này rất là quan trọng. Có nhiều bạn nghỉ việc nhưng không lấy cái tờ quyết định này thì đến lúc các bạn không thể nào đi làm bảo hiểm thất nghiệp được nhé. Các bạn lưu ý sẽ có ba giấy tờ này các bạn mang đến để làm bảo hiểm thất nghiệp nhé. Thì cả ba giấy tờ này các bạn hãy photo làm hai bản nhé. Photo thì các bạn không cần công chứng, các bạn lưu ý là photo không cần công chứng cũng được nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói với các bạn là các bạn sẽ đến đâu để làm bảo hiểm thất nghiệp. Thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ đến những cái trung tâm giới thiệu việc làm nhé. Những trung tâm giới thiệu việc làm của huyện, tỉnh, cái nơi nào gần bạn nhất. Có những trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước thì các bạn có thể đăng ký giải quyết bảo hiểm thất nghiệp được. Các bạn không phải đi đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội đâu nhé. Các bạn lưu ý, có nhiều bạn lầm tưởng là đi đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Thực tế thì khi mà đi làm bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn phải đến trung tâm giới thiệu việc làm để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp chứ không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhé. Và các bạn lưu ý là khi các bạn mang ba cái giấy tờ này lên trung tâm giới thiệu việc làm thì sẽ còn một số cái giấy tờ khác. Thì những cái giấy tờ đó thì tại cái cơ quan trung tâm giới thiệu việc làm họ sẽ đưa cho các bạn nốt nha, các bạn lưu ý nhé. Và các bạn nhớ là các bạn đến các trung tâm giới thiệu việc làm thì các bạn đến bất kỳ trung tâm giới thiệu việc làm nào nhé, không cần phải tại nơi các bạn cư trú. Có nghĩa là ví dụ hộ khẩu của các bạn đang ở tỉnh A mà các bạn muốn hiện nay các bạn đang ở tỉnh B thì các bạn cứ đến những cái trung tâm giới thiệu việc nào làm nào gần các bạn nhất thì các bạn làm, chứ không nhất thiết là các bạn phải đi về quê các bạn làm nhé. Cái này các bạn lưu ý nhé. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là sẽ phải đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở đâu, thì các bạn cứ đến bất kể một trung tâm giới thiệu việc làm nào thì các bạn cũng có thể đăng ký xin giải quyết bảo hiểm thất nghiệp nhé, trợ cấp thất nghiệp được nhé. Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả như thế nào? Thì các bạn lưu ý là bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả là bằng 60% tiền lương của 6 tháng gần nhất, bình quân 6 tháng gần nhất nhé. Các bạn làm như thế, có nghĩa là như thế này. Nếu các bạn đóng bảo hiểm từ 12 tháng đến 36 tháng thì các bạn sẽ được hưởng 3 tháng
Và mỗi một tháng ấy, thì các bạn sẽ được tính với số tiền là lấy 60% số tiền lương cơ bản của các bạn đã đóng bảo hiểm. Mình ví dụ các bạn là có mức lương 5 triệu thì các bạn hãy nhân với 60% thì một tháng các bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng là 3 triệu. Nếu các bạn làm được hưởng 3 tháng thì các bạn lấy 3 nhân với 3 là bằng 9 triệu cho tổng cái quá trình các bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhé. Thì 6 cái tháng gần nhất ý, thì các bạn hãy lấy bình quân 6 tháng nhé. Vì có thể là nếu như các bạn 6 tháng mà các bạn làm thì có thể có hai mức lương thì bạn cộng lại, cộng tất cả các tháng lại, sau đó các bạn chia ra 6 thì sẽ ra là cái số tiền bình quân các bạn được hưởng. Thì các bạn tùy vào cái số tháng các bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp nữa, sau đó thì các bạn sẽ tính được ra cái số tháng mà các bạn được hưởng. Nếu các bạn đóng từ 12 tháng đến 36 tháng thì các bạn sẽ được hưởng 3 tháng. Còn từ 36 tháng trở lên, nếu cứ đủ thêm 12 tháng nữa thì các bạn sẽ được hưởng thêm 1 tháng nhé. Tức là nếu các bạn đóng đủ 48 tháng thì các bạn sẽ được 4 tháng. Nếu các bạn đóng 50 tháng thì chắc các bạn chỉ được hưởng 4 tháng và còn 2 tháng sẽ bảo lưu nhé. Các bạn lưu ý. Thế tuy nhiên thì nếu đối với những cái bạn mà đóng cái thời gian bảo hiểm dài thì các bạn cũng chỉ được hưởng tối đa là bảo hiểm thất nghiệp là không quá 12 tháng nhé. Chỉ được hưởng dưới 12 tháng thôi. Cho nên là các bạn lưu ý cái điều này. Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả vào đâu? Cái này rất quan trọng đấy các bạn này. Thì hiện tại ấy, hôm trước mình đi làm bảo hiểm thất nghiệp ấy, hôm trước mình đến cơ quan trung tâm giới thiệu việc làm ấy, thì họ mới yêu cầu mình tạo một cái tài khoản Viettel Pay. Vì hiện tại tất cả các tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được chi trả qua đây. Thì có một cái là có rất nhiều bạn ấy, đến đó thì tạo tài khoản Viettel Pay thì lại không mang theo SIM, hay là không mang theo những cái SIM mà mình thường xuyên sử dụng, SIM chính chủ nhé. Cho nên là không đăng ký được tài khoản Viettel Pay. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được chi trả qua Viettel Pay nhé. Thì đến đó thì họ sẽ yêu cầu mình tạo một cái tài khoản Viettel Pay. Thì trong cái video này mình cũng hôm trước mình cũng họ cũng cho mình cái đường link để mình tải cái phần mềm Viettel Pay đó về điện thoại để mình đăng ký để nhận tiền. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ lại với các bạn cái link của phần mềm Viettel Pay này. Thì các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả nhé. Mình sẽ để link ở phần dưới mô tả nhé. Thì các bạn nhớ là các bạn tải về. Thì ở đây có hai cái link, một là link cho các điện thoại Android, tức là điện thoại không phải iPhone ấy. Còn một cái thì là những cái hệ điều hành cho iOS, cho iPhone. Thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn sẽ kéo xuống đó và kích vào, và các bạn hãy tải phần mềm VietaPay, tạo tài khoản VietaPay trước khi mà đến trung tâm giới thiệu việc làm, để tránh những trường hợp mà các bạn đến đó mà lại không có SIM, không đăng ký được, thì các bạn rất là khó khăn trong cái việc mà để làm hoàn tất hồ sơ nhé. Thì các bạn lưu ý, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách có thể tạo tài khoản Viettel Pay như thế nào, đăng ký tài khoản Viettel Pay như thế nào nhé. Thì các bạn hãy lưu ý phần này nhé, tiền sẽ chi trả qua đó nhé. Rồi sau khi các bạn kéo xuống phần mô tả và các bạn kích vào cái link ấy, thì mình sẽ để rất rõ ràng đây là một cái link cho các điện thoại Android, tức là các điện thoại không phải iPhone. Còn một cái link sẽ dành cho các điện thoại iPhone nhé. Thì các bạn kích vào đấy, cái bước tạo tài khoản này nó rất chi là đơn giản thôi. Các bạn kích vào cái link đấy để các bạn tạo tài khoản Viettel Pay trước khi mà các bạn đến trung tâm giới thiệu việc làm nhé. Sau khi mà các bạn kích vào cái đường link ở dưới thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái CH Play để cài ứng dụng như thế này. Thì các bạn hãy ấn vào cài đặt nhé, thì để tải về và cài đặt. Thì đây mình đang sử dụng là cho các điện thoại Android, thì các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì cũng làm tương tự thôi. Các bạn kích vào cái đường link dành cho điện thoại iPhone ở dưới ấy, thì sau đó các bạn tải về, các bạn ấn vào cài đặt nhé. Nó hiện lên như thế này thì các bạn chấp nhận quyền nhé, chấp nhận một số cái quyền để cho cái phần mềm này có thể sử dụng được nhé. Rồi sau khi mà các bạn ấn cài đặt, nó tải về như thế này ấy, thì các bạn hãy ấn mở nó lên nhé để bắt đầu tiến hành đăng ký một cái tài khoản. Rồi khi mà nó xuất hiện cái giao diện như thế này thì các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào nhé. Thì các bạn lưu ý là các bạn phải nhập cái số điện thoại chính chủ nhé, chính chủ và còn thường xuyên sử dụng nhé. Nếu các bạn lấy số điện thoại người khác là sẽ không được đâu, sau này các bạn sẽ không được chi trả tiền vào đâu nhé. Thì các bạn phải lấy số điện thoại chính chủ mà các bạn vẫn đang thường xuyên sử dụng nhé. Các bạn điền số điện thoại vào đây. Sau khi điền thì các bạn nhấn tiếp tục nhé. Ở đây thì mình đã tạo tài khoản rồi, cho nên là mình chỉ cần nhập mật khẩu thôi. Nếu như các bạn mà chưa tạo tài khoản ấy, thì đến bước này nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP về. Thì sau đó thì các bạn có thể dùng cái mã OTP đó điền vào đây là các bạn có thể lập được tài khoản Viettel Pay nhé. Thì chỉ có một vài phút các bạn tải về và cài đặt thôi thì các bạn đã có thể tạo được tài khoản Viettel Pay rồi nhé. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn các cái thủ tục hồ sơ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp được gồm có những cái gì, được chi trả ra làm sao, số tiền hưởng như thế nào và cái cách các bạn nhận tiền ra làm sao. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này.
hãy ấn cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào và chúc tất cả các bạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thành công nhé.